Kính mời cộng đoàn đứng chào đón đoàn đồng tế để bắt đầu nghi thức nhậm chức và thánh lễ tạ ơn. Giờ đây, chúng con kính mời cha Luca Phạm Văn Huy, quản hạt Ninh Bình, lên công bố quyết định của Đức Giám mục Giáo phận, nâng giáo họ đại án lên chuẩn sứ. Xin kính mời cha. Tòa Giám mục Giáo phận phát diện quyết định thành lập ba chuẩn giáo xứ. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chiếu theo giáo luật điều 515 và 516 về thẩm quyền của giáo mục giáo phận, căn cứ nhu cầu mục vụ và lợi ích của cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận phát diệm, thể theo phúc trình của cha xứ giáo xứ Áng Sơn, Kim Trung, Cồn Thoi và ý kiến của Hội đồng Linh mục ngày 11 tháng 3 năm 2024. Tôi, Giáo mục Phêrô Kiều Công Tùng, với thẩm quyền và trách nhiệm giáo mục giáo phận, quyết định 1. Thành lập các chuẩn giáo xứ sau đây. 1. Chuẩn xứ Đại Áng thuộc giáo hạt Ninh Bình, địa chỉ xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Chuẩn xứ Đại Áng bao gồm trọn vẹn giáo họ Đại Áng thuộc giáo xứ Áng Sơn. 2. Chuẩn xứ Kim Hải thuộc giáo hạt Văn Hải, địa chỉ xóm 1, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Chuẩn sứ Kim Hải gồm trọn vẹn giáo họ Kim Hải thuộc giáo sứ Kim Trung. 3. Chuẩn sứ Phùng Thiện thuộc giáo hạt Văn Hải, địa chỉ xóm 9, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chuẩn sứ Phùng Thiện bao gồm trọn vẹn giáo họ Phùng Thiện thuộc giáo sứ Cồn Thoi. Điều 2. Cha quản hạt và cha quản sứ có trách nhiệm thông chi quyết định này đến các chuẩn giáo sứ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cầu chúc cộng đoàn chuẩn giáo sứ thăng tiến trong đức tin, vững vàng trong niềm trông cậy, tích cực sống tin mừng yêu thương của Chúa Kitô và chia sẻ cho mọi người xung quanh. Ban hành tại tòa giáo mục Phát Diệm ngày 18 tháng 6 năm 2024. Phêrô Kiều Công Tùng, giáo mục giáo phận Phát Diệm, ấn ký. Linh mục trưởng ấn Phêrô Nguyễn Văn Hiện, ký tên. Chăm sóc mục vụ các giáo xứ là nhiệm vụ của giám mục giáo phận. Nhưng vì không thể thường xuyên hiện diện nơi mỗi giáo xứ, Ngài ủy quyền cho các linh mục. Việc ủy quyền được thể hiện qua bổ nhiệm thư, tức bài sai của Đức Giám mục. Chúng con kính mời cha quản hạt Ninh Bình công bố quyết định bổ nhiệm cha Phaolô Vũ Văn Nam làm chính sứ đại án. Tòa giáo mục giáo phận Phát Diệm, bổ nhiệm thư. Kính gửi cha Phaolô Vũ Văn Nam, linh mục giáo phận Phát Diệm. Cha Phaolô thân mến, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, vì lợi ích chung của giáo phận và giáo xứ đại án, sau khi suy nghĩ cầu nguyện và tham khảo ý kiến của những người có liên hệ trách nhiệm, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm giáo mục giáo phận Phát Diệm quyết định: 1. Cha chấm dứt nhiệm vụ giám đốc trung tâm hành hương Phát Diệm 75 Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 2. Bổ nhiệm cha làm chính sứ giáo xứ đại án, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 3. Cha có đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của giáo luật kể từ ngày chính thức nhận nhiệm sở mới. Tôi nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phaolô quan thầy của cha, thương chúc lành và nâng đỡ cha trong nhiệm vụ mới này, để nhờ nhiệt tình tông đồ của cha, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ đại án luôn tiến bước trên đường sống đức tin yêu thương của Chúa Kitô và chia sẻ tin mừng cho mọi người chung quanh. Làm tại tòa giáo mục ngày 18 tháng 6 năm 2024, Phêrô Kiều Công Tùng, giáo mục giáo phận Phát Diệm, ấn ký. Xin mời cộng đoàn nộp tràng pháp thầy. Tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành. Theo giáo luật, trước khi nhận một trách nhiệm quan trọng trong giáo hội, tân chức phải tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và thề và tuyên thệ trung thành với giáo hội. Trước khi lãnh nhận và thi hành chức vụ, cha tân chính sứ cũng phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành như một người tôi tớ trung tín trước sự chứng giám của giám mục giáo phận. Chúng con kính mời cha tân chính sứ. Tôi là linh mục Phaolô Vũ Văn Nam. Với đức tin kiên vững, tôi tin nhận và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh tin kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành,
vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin kiên vững, tôi cũng tin nhận mọi chân lý hàm chứa trong kinh thánh hay thánh truyền mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát trình bày phải tín như được Thiên Chúa mặc khải. Tôi cũng cương quyết chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý mà giáo hội đã xác quyết. Ngoài ra, với lòng vâng phục thảo kính của ý chí và trí khôn, tôi chấp nhận các giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám mục Đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, cho dù không công bố bằng định tín. Tôi là Linh Mục Phaolô Vũ Văn Nam. Khi lãnh nhận nhiệm vụ chính sứ giáo sứ đại áng này, tôi hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn trách nhiệm đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được mời gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức vụ đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, kiên trì truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo thuyết nào nghịch lại với kho tàng ấy. Tôi sẽ tuân thủ và cổ võ việc chấp hành luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo những điều mà giám mục đoàn công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để các hoạt động tông đồ thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Tôi cũng sẽ hứa sẽ quản lý cách trung tín và sử dụng tài sản của giáo hội theo như giáo luật quy định. Những lời trên không chỉ là hứa suông, nhưng là một lời thề hứa nghiêm túc, chẳng những với bản quyền giáo phận mà còn với chính Thiên Chúa. Vì thế, cha tân chính xứ sẽ tiến lên, đặt tay trên sách thánh để cầu xin ơn trên trợ giúp. Nguyện xin Thiên Chúa và sách tin mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Nghi thức diễn nghĩa. Trao chìa khóa nhà thờ và nhà tạm. Với quyền hạn và trách nhiệm được Thiên Chúa và Giáo hội ủy thác, cha tân chính xứ có bổn phận chăm sóc và mưu cầu lợi ích thiêng liêng cho mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa. Giờ đây, Đức Giám mục trao cho cha tân chính xứ chìa khóa nhà thờ và nhà tạm, tượng trưng cho quyền quản trị và thánh hóa dân Chúa. Từ nay, cha có trách nhiệm chăm sóc ngôi thánh đường này. Nhận ghế chủ tọa. Cha tân chính xứ được hướng dẫn đến chỗ ngồi của vị chủ tọa cộng đoàn. Vị trí này tượng trưng cho quyền bính, song là quyền bính của yêu thương để phục vụ như Đức Kitô.
hầu cho đoàn chiên được sống dồi dào. Tại đây, cha xứ sẽ quy tụ và chủ sự các buổi cử hành phụng vụ để cùng với cộng đoàn tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa mọi tín hữu. Ngồi tòa giải tội. Tòa giải tội là nơi đón tiếp các tội nhân, nơi con người tìm được bình an trong Đức Kitô. Ngồi nơi tòa giải tội, linh mục trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và lời mời gọi ân cần để con người đón nhận ơn tha thứ, trở về với Thiên Chúa và với cộng đoàn giáo hội. Mở cửa nhà tạm. Thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh đời sống Kitô hữu. Đức giám mục dẫn cha tân chính xứ đến mở cửa nhà tạm, chạm tay vào bình thánh, với ý nghĩa từ đây, trong thừa tác vụ linh mục, ngài luôn tiếp cận với Chúa Giêsu thánh thể và trao ban Chúa Giêsu là bánh trường sinh, đem lại sức sống thần linh cho đoàn chiên Chúa. Mời cộng đoàn quỳ. Kính thưa cộng đoàn, qua nghi thức nhậm chức chánh xứ vừa diễn ra, cộng đoàn chúng ta đã nhận biết vai trò trách nhiệm của một cha xứ giữa cộng đoàn dân Chúa qua các chức năng thánh hóa, giảng dạy và quản trị cộng đoàn. Chúng ta cùng hiệp thông với cha xứ mới trong tâm tình tạ ơn Chúa, đồng thời mỗi người ý thức trách nhiệm của mình, cộng tác với cha xứ, tích cực tham gia vào những sinh hoạt để đời sống cộng đoàn giáo xứ Đại Áng chúng ta ngày càng phát triển như lòng Chúa mong ước. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng hát lên lời kinh vinh danh để chúc tụng tôn vinh tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tận trời. Con cảm tạ Chúa vì vinh quang.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn mọi sự thánh thiện, xin gửi Thánh Thần chân lý đến soi sáng tâm hồn chúng con. Chính Người sẽ dẫn đưa chúng con đến chân lý toàn vẹn theo lời hứa của Đức Kitô, là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Gioan. Đây Chúa phán: Ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái, các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta trên tôi nam, tớ nữ, ở dưới đất cũng như trên trời. Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hóa thành máu. Trước khi ngày của Đức Chúa xuất hiện, ngày vĩ đại, kinh hoàng, bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ. Vì trên núi Si-on và tại Jerusalem sẽ có những người được thoát nạn như lời Đức Chúa đã phán, và sẽ có những người được Đức Chúa kêu gọi trong số những kẻ còn sống sót. Đó là lời Chúa. Hồn con xin chung tùng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ. Ngài luôn lớn lao vô bờ, qua nhiều việc tay Chúa làm. Ngài đã tăng tạo dương bao. Kỳ công của Chúa tuyệt mỹ, thật phong phú trên địa cầu. Tình yêu Chúa đã tác tạo, biển rộng đồi cao núi sâu. Vạn vật muôn loài đẹp tươi. Kìa muôn thu ngước nhìn Chúa, đợi trông Chúa thương đôi nhìn. Dọn cho bữa ăn mặc tình, vui vầy cuộc sống tốt xinh. Ngày ngày an bình hỷ hoa. Vừa khi Chúa rút thần khí, là thân chúng ra cho bồi. Còn đâu xác thân dấp vội, Chúa là niềm vui cõi đời. Ngài làm mới lại chân gian. Xin soi lên thần Chúa đến, để người đổi mới
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay mọi tạo vật đang rên xiết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần. Chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử và cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa. Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi. Đằng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn nguôi, mà đứng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn, bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Trong thánh lễ nhậm sứ hôm nay, việc công bố tin mừng được trao cho cha tân chính sứ ngụ ý rằng từ đây cha sẽ là người chính thức thi hành nhiệm vụ công bố và giảng giải lời Chúa cho cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đầy hoan hạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Thầy đã trao cho Thầy mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi người quay lại phía các môn đệ và phán: Phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy. Vì chưng Thầy bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn thấy những điều các con thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe. Đó là lời Chúa. Phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn phụng vụ, trong bầu khí thánh lễ tạ ơn hôm nay,
nhân dịp thiết lập giáo xứ và đón cha xứ mới, thì Chúa Giêsu cũng lặp lại những lời này với cộng đoàn phục vụ đang hiện diện nơi đây, cách riêng với cộng đoàn dân Chúa tại giáo xứ đại áng này. Phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy. Đâu là những điều phúc mà chúng ta được chứng kiến ngày hôm nay? Có lẽ những người quý ông bà anh chị em thuộc giáo xứ đại áng này sẽ cảm nhận rõ nhất điều hạnh phúc ngày hôm nay, đúng không? Bởi vì cái ước mong của cộng đoàn, của mọi người từ bao năm nay, có một linh mục hiện diện giữa cộng đoàn, giáo họ chúng ta được nâng lên thành giáo xứ, thì ngày hôm nay đã thành hiện thực. Kể từ hôm nay, cái tên gọi giáo họ đại áng đã trở thành quá khứ rồi. Mà khi nói đến đại áng phải là giáo xứ đại áng. Cho nên đó là một cái điều, một cái lý do để tất cả chúng ta cùng vui mừng hạnh phúc. Và tôi thấy rõ cái điều hạnh phúc đó nơi quý ông bà anh chị em từ cổng kia bước vào. Thường thì sen chỉ nở dưới ao, dưới hồ thôi, mà nay tôi thấy sen nở hết ở trên cạn. Trên các đèn kia cũng sen đầy. Rồi cái niềm vui hạnh phúc của quý ông bà anh chị em tôi cũng nhận thấy ngay từ sáng sớm hôm nay, trước khi rời tòa giám mục để đến đây. Mấy ngày hôm trước đi chỉ có mỗi xe tòa giám mục đưa đi thôi. Ngày hôm nay có nhiều xe từ đây lên tận tòa giám mục để đón cha xứ. Cái niềm vui thứ hai của cộng đoàn chúng ta, cái điều hạnh phúc mà chúng ta nhận thấy rõ hôm nay là mong có một linh mục. Và ngày hôm nay, điều mong ước đó cũng đã thành hiện thực. Anh chị em chính thức đón nhận cha xứ tiên khởi, cha Phaolô Vũ Văn Nam, đến trở thành một thành viên của cộng đoàn đại áng này, ở dưới anh em, ở với anh chị em, để rồi cùng với anh chị em phát triển giáo xứ này, cùng với anh chị em thực thi cái sứ vụ loan báo tin mừng mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta. Nói gì thì nói, hai cái niềm vui đó, hai cái điều hạnh phúc đó vẫn từ cái ước mong của chúng ta, chờ đợi của chúng ta thôi. Cho nên mình vui là điều hiển nhiên. Nhưng mà còn một cái niềm hạnh phúc khác đáng chúng ta vui mừng gấp bội, mà có lẽ nhiều người không chờ mong. Quý bà anh chị em biết đó là niềm hạnh phúc gì? Trong bài đọc thứ nhất, trích sách Gioan đã nói với chúng ta, Thiên Chúa tuyên sấm rằng ta sẽ ban thần khí của ta trên tôi cho nam tớ nữ. Đấy mới là cái món quà mà Thiên Chúa ban tặng. Nhiều khi mình chẳng chờ, chẳng đợi, chẳng xin, nhưng Chúa thấy cái điều đó là cần thiết cho sứ vụ, cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Cha Chánh Xứ ngày hôm nay nhận sứ vụ mới, đã tuyên thệ rằng sẽ chuyên cần để trung tín, chu toàn trách nhiệm đối với giáo hội. Thề là thế, quyết tâm là thế, ý thức nỗ lực là thế, nhưng cha vẫn biết rằng sức con người có hạn, cần phải có ơn Chúa nữa, nên cuối cùng cha đã đặt tay trên sách thánh để cầu xin, xin Thiên Chúa và sách tin mừng tôi đây giúp sức cho tôi. Và Thiên Chúa đã đáp lại cái lời ước mong, cái lời cầu khẩn đó bằng cách ban thánh thần, ban thần khí của Ngài trên cha, trên tất cả cộng đoàn chúng ta, để rồi tùy theo chức vụ
tùy theo trách nhiệm, tùy theo bổn phận của Ngài, của mỗi người mà chúng ta chu toàn như ý Chúa muốn. Trách nhiệm của cha xứ ở giữa cộng đoàn là thánh hóa, là hướng dẫn, là quản trị cộng đoàn này. Mặc dù cha đây là lần đầu tiên cha làm chánh xứ, nhưng với 9 năm linh mục phục vụ ở một giáo xứ trong vai trò cha phó, rồi 7 năm phục vụ tại tòa giám mục trong trách nhiệm giám đốc trung tâm hành hương, cha đã có ít nhiều kinh nghiệm. Rồi với những cái kinh nghiệm đó, cha dấn thân phục vụ tại cộng đoàn giáo xứ này. Cha quy tụ cộng đoàn, quy tụ mọi người để cùng hiệp hành, cùng cộng tác với nhau xây dựng giáo xứ như lòng Chúa mong ước. Thì đối với mỗi người chúng ta cũng vậy thôi. Để tham gia tích cực vào đời sống cộng đoàn, để cộng tác với cha xứ trong vai trò là ban chấp hành, trong vai trò ở các đoàn thể, trong vai trò là mỗi thành viên, mỗi chi thể của cộng đoàn giáo xứ, chúng ta cũng phải nỗ lực, phải cố gắng nhiều. Mà đôi khi không có ơn Chúa, mình không thể vượt qua được. Bởi vì muốn cộng tác, muốn đóng góp cho cộng đoàn, mình phải hy sinh nhiều lắm. Hy sinh thời giờ, hy sinh công sức, hy sinh cả tiền của nữa. Cần phải có ơn Chúa, cần phải có Chúa Thánh Thần hướng dẫn để giúp cho chúng ta vượt qua được những cái cám dỗ, những cái trở ngại đó. Nên trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng chính Thánh Thần sẽ nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, dù là linh mục hay là giáo dân. Với bản tính con người chúng ta vẫn có những yếu hèn, những lúc lung lạc, những lúc hoang mang. Thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái hoàn cảnh đó. Đồng thời Ngài sẽ cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng cầu xin, bằng những tiếng than khôn xiết. Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta biết cầu nguyện, có nghĩa là luôn luôn biết tín thác, tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa. Để rồi trong cái quá trình cùng hiệp hành với nhau xây dựng giáo xứ này, chúng ta không chỉ tìm kiếm ý riêng của mình, sống theo ý riêng của mình, mà điều quan trọng là tìm kiếm ý Chúa, sống theo ý Chúa, hy sinh cái riêng vì lợi ích của cái chung. Hôm vừa rồi, vậy thì trong quá trình xin thành lập giáo xứ Đại Áng này, phía bên chính quyền, một vị quan chức trong ban tôn giáo tỉnh có nói với tôi là khi đến đây khảo sát thì thấy giật mình, bất ngờ. Bởi vì đất của Đại Áng nhiều quá, nhiều giáo xứ mà đất không có rộng bằng Đại Áng, hơn 8.000 mét vuông. Bất ngờ lắm, tại sao mà lại có nhiều đất như vậy? Tại sao có những người đã sẵn sàng chuyển nhượng, thậm chí là dâng hiến cho việc chung? Họ không hiểu. Đấy, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rất rõ. Chứ không cho những người khôn ngoan thông thái biết những mầu nhiệm nước trời, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Chỉ những con người bé mọn với đức tin, đặt trọn niềm phó thác vào Thiên Chúa, mới dám làm những cái điều đó, hy sinh cái riêng để đóng góp cho việc chung. Và những nỗ lực, những hy sinh của chúng ta không chỉ dừng lại ngày hôm nay, khi cái nguyện ước của mình đã thành hiện thực, đã thành lập giáo xứ, đã có cha xứ mới, mà chúng ta còn phải tiếp tục cộng tác, tiếp tục dấn thân, tiếp tục hy sinh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào cha con cùng đồng tâm nhất trí với nhau trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, lúc đó giáo xứ Đại Áng này mới càng phát triển như lòng Chúa mong ước.
Lẽ hôm qua nay mọi người lo chuẩn bị đón cha xứ, cho nên rạng sáng hôm nay không có coi trận bóng bán kết giữa Pháp với Tây Ban Nha. Đó. Nhưng mà chắc cha Cố Phúc có coi vào. Quý ông bà anh chị em có coi không? Đấy. Rạng sáng hôm nay một cầu thủ trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha đã lập một siêu phẩm, giành kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại giải chung kết Euro. Đó là cầu thủ mang số áo 19, không phải Quang Hải đâu, tên Jaman, chưa đầy 17 tuổi, còn thiếu mấy ngày nữa mới đầy 17 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học thôi, mà đã ghi bàn ở một cái trận quan trọng như vậy. Trường hợp này người ta gọi là tuổi trẻ, tài cao. Cho nên tôi cũng mong ước với cộng đoàn của chúng ta, dù lịch sử thành lập giáo họ cũng đã lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay chính thức thành lập giáo xứ. Cho nên cái tuổi giáo xứ của chúng ta gọi là trẻ, nhưng tuổi trẻ, tài cao. Và tôi ước mong rằng với sức trẻ của mình, với sức mạnh của Thánh Thần, với tinh thần đồng hành của mọi thành phần chân Chúa, từ mục tử đến đàn chiên, thì cộng đoàn giáo xứ Đại Án sẽ gặt hái được thật nhiều hoa trái trong đời sống đức tin của cộng đoàn cũng như của mỗi người, sẽ ghi được thật nhiều bàn thắng trong sứ vụ loan báo tin mừng mà Chúa đã trao cho giáo hội, trao cho mỗi người chúng ta. Lập lại lời hứa khi chịu chức. Ngày chịu chức linh mục, cha tân chính xứ đã hứa hết lòng phụng sự Chúa và tận tâm phục vụ các linh hồn. Giờ đây, giữa cộng đoàn dân Chúa được ủy thác cho Ngài, một lần nữa, Đức Giám mục mời gọi cha tân chính xứ lập lại lời hứa trong ngày chịu chức. Cha Phaolô rất thân mến, trước mặt cộng đoàn giáo dân được trao phó cho cha chăm sóc, cha hãy lập lại quyết định mà cha đã tuyên bố ngày cha quyết chịu chức linh mục. Cha có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ của cha là cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Thưa con muốn. Cha có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Thưa con muốn. Cha có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy lễ tạ ơn và bí tích hòa giải không? Thưa con muốn. Cha có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Thưa, nhờ ơn Chúa giúp, con muốn. Cha có hứa kính trọng và vâng phục Đấng bản quyền của cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi cha.
Nghi thức lập lại lời hứa ngày chịu chức linh mục của cha tân chính xứ đến đây kết thúc. Mời cộng đoàn đứng cùng hiệp thông dâng lời nguyện chung. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương dân người và ban các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, cộng đoàn chúng ta cùng khiêm tốn dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành. Chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh hiển thê của Đức Kitô, xin Chúa ban cho Hội Thánh có thêm nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước, để Hội Thánh luôn phát triển và nên dấu chỉ ơn cứu độ cho con người giữa thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương đến Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phêrô và các linh mục trong giáo phận chúng ta. Xin Người luôn che chở và ban cho các ngài muôn ân huệ cần thiết để hướng dẫn đoàn chiên Chúa trao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho cha Phaolô, chính sứ mới của giáo xứ chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ và ban cho ngài sức khỏe hồn xác cùng muôn phúc lộc để ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa và giáo hội trao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta hôm nay hân hoan đón mừng cha chính sứ mới. Xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ luôn yêu thương và hợp nhất với nhau, tích cực cộng tác với cha xứ, góp phần xây dựng giáo xứ Đại Áng ngày càng phát triển. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin đoái thương nhậm lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho họ dư đầy những ơn cần thiết cho sứ mạng làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh và qua chức vụ của mỗi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, được thần khi Chúa hướng dẫn, chúng con thành tâm dâng tiên của lễ này. Xin Chúa thương chấp nhận, xin cùng gia tăng lòng tin cho chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ thấy rõ thân phận yêu kém của mình, và của lễ chúng con dâng sẽ được đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi lên trời và ngự bên hữu Chúa, Người ban Chúa Thánh Thần cho các nghĩa tử của Chúa như lời Người đã hứa. Vì thế giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con sốt sắng chúc tụng Chúa và lớn tiếng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới vào vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì
vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân, các ân nhân của giáo xứ Đại Áng chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Xin cộng đoàn lưu ý vì rước lễ là nghi thức của người Công giáo và những ai là tôn giáo bạn hoặc chưa rửa tội, chúng ta không tham dự nghi thức này. Xin cảm ơn. Thank you.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã cho chúng con bánh thật bởi trời, đem lại cho chúng con nguồn sinh lực mới. Ước chi tiệc thánh thể làm cho chúng con được thâm nhuần thần khí và giúp chúng con đạt tới vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây, một vị đại diện giáo xứ sẽ bày tỏ lòng biết ơn Đức Giám Mục, cảm ơn quý cha và quý khách, đặc biệt là tâm tình đối với cha tân chính xứ. Chúng con kính mời Đức Cha và quý cha an tọa, xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Trọng kính Đức Cha Phêrô. Trọng kính Đức Cha Phêrô. Kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thầy, quý chức, quý ông bà cố, quý thân nhân ân nhân của cha chính xứ, quý khách, quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày trọng đại của giáo hội chúng con. Một trang sử mới, một giai đoạn mới đã mở ra với giáo hội chúng con. Giáo hội chúng con đã được nâng lên thành giáo xứ. Đồng thời chúng con cũng được đón cha chính xứ tiền khởi. Từ đây giáo hội chúng con gọi là giáo xứ Đại Áng và có cha chính xứ tiền khởi Phaolô Vũ Văn Nam. Với hồng ân lớn lao này, trước hết chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn vì Người đã thương ban cho giáo xứ Đại Áng chúng con hồng ân cao cả này. Tiếp đến, chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân Đức Cha Phêrô, vị mục tử của giáo phận Đức Cha đã yêu thương, chăm sóc, quan tâm để ý đến nhu cầu mục vụ cũng như sự thăng tiến của toàn diên. Do vậy, Đức Cha đã nâng giáo hội chúng con lên chuẩn xứ, lại còn ban cho chúng con một vị chủ chăn trực tiếp về coi sóc. Không những thế, hôm nay Đức Cha lại còn trực tiếp đưa cha Phêrô Phaolô về với chúng con, đồng thời chủ tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và chia vui với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thầy, quý chức, quý ông bà, ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân của cha chính xứ, quý khách, quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn. Vì tình hiệp thông và yêu mến, hôm nay đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với cha chính xứ và với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin quý đấng bậc thêm lời cầu nguyện cho cha xứ và cho giáo xứ non trẻ của chúng con. Ăn quả thì nhớ người trồng cây. Chúng con xin chân thành cảm ơn, ghi khắc công ơn của các đấng bậc đã coi sóc cha chính xứ, cha phó xứ nơi giáo xứ mẹ Áng Sơn và mọi người trong giáo xứ mẹ. Bao tháng năm bao bọc chở che, nay đứa con đã khôn lớn. Cha cũng như giáo xứ mẹ đã quan tâm, lo liệu để đứa con coi là trưởng thành ra ở riêng. Qua việc trình bày với bề trên giáo phận, cũng như lo lắng xây dựng cơ sở vật chất, thăng tiến các hội đoàn và nhất là củng cố đời sống đức tin, để hôm nay chúng con có đủ điều kiện được tách riêng trở thành một giáo xứ mới. Chúng con mãi ghi khắc công ơn và xin tiếp tục nâng đỡ chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các hội đoàn, các cá nhân, ân nhân và mọi người trong giáo xứ. Trong những
tháng ngày vừa qua đã vất vả góp công, góp sức, đoàn kết hiệp thông với nhau, lo các công việc để hôm nay giáo xứ có được một thánh lễ diễn ra trang nghiêm và sốt sáng. Chúng tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình mạnh khỏe. Và giờ đây chúng con xin Đức Cha, quý cha và mọi người cho cộng đoàn giáo xứ chúng con có đôi lời với cha Phaolô chính xứ tiền khởi của chúng con. Kính thưa cha Phaolô, khi nghe tin Đức cha Phêrô bề trên giáo phận bổ nhiệm cha về với giáo xứ chúng con, hơn 1.200 nhân danh trong giáo xứ rất vui mừng và hân hoan hỉ dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và cảm tạ. Chúng con háo hức mong sớm được đón cha về với chúng con. Chúng con cảm ơn cha đã vâng phục bề trên về với giáo xứ vừa được sinh ra. Nay chúng con biết vì là từ một giáo họ đi lên nên điều kiện về cơ sở vật chất cũng như về sinh hoạt của các hội đoàn, đời sống đức tin trong giáo xứ còn rất nhiều hạn chế. Chắc hẳn khi cha về thăm và thấy thực tế này, cha cũng thoáng buồn và có nhiều lo lắng. Tuy nhiên, chúng con tin tưởng rằng với ơn Chúa, dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của cha, giáo xứ chúng ta sẽ ngày một thăng tiến. Chúng con không dám hứa, nhưng mỗi thành viên trong giáo xứ với vai trò và bổn phận khác nhau của mình sẽ cố gắng hiệp nhất với cha xây dựng giáo xứ ngày một phát triển hơn, để làm cho danh Chúa cả sáng, nước cha trị đến trên chính mảnh đất xoài đá này. Ước mong mọi vui buồn, sướng khổ cha con sẽ cùng nhau chia sẻ. Chúng con kính chúc cha luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để cha chu toàn bổn phận và Chúa trao phó bề trên giáo phận nơi cộng đoàn giáo xứ Đại Áng này. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Kính chúc Đức Cha, quý cha luôn được bình an và hạnh phúc trong Chúa Kitô. Xin Đức Cha, quý cha và mọi người thêm lời cầu nguyện cho cha chính xứ và giáo xứ của chúng con. Cùng với cảm tạ và tri ân, chúng con có bó hoa tươi thắm kính dâng lên Đức Cha và cha Phaolô. Xin Đức Cha và cha chính xứ vui lòng cảm nhận. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Nhận nhiệm vụ bề trên vừa trao phó, chắc chắn cha tân chính xứ có nhiều tâm tình muốn thân thưa với Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin kính mời cha tân chính xứ, mời cộng đoàn ngồi. Trọng kính Đức Cha Phêrô, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý chức và toàn thể cộng đoàn. Cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, con xin tri ân Đức Cha Giáo Phận đã tín nhiệm và bổ nhiệm con coi sóc cộng đoàn giáo xứ Đại Áng, một giáo xứ còn rất non trẻ. Hôm nay Đức Cha đã dẫn con về giáo xứ Đại Áng và chủ sự thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho con cũng như giáo xứ chúng con. Con xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, ban chấp hành giáo xứ chính tòa, mọi người thuộc giáo xứ chính tòa,
các giáo xứ uy đức uy tế, giáo xứ liên phương, giáo họ quê hương và giáo xứ quê hương, quý thân nhân và quý khách gần xa hôm nay đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới này. Con xin chân thành cảm ơn quý cha tiền nhiệm của giáo xứ Áng Sơn, cách riêng là cha chính xứ Phêrô Vũ Thế Hùng và cha phó Phêrô Đinh Văn Hoàng về tất cả những gì quý cha đã làm để xây dựng cộng đoàn giáo xứ Đại Áng được như ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi được tổ chức thánh lễ nhận sứ hôm nay được an ninh và tốt đẹp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và thành công trong công tác. Con xin phép quý đấng bậc cho con được ngỏ lời với cộng đoàn giáo xứ Đại Áng. Trước hết, con xin có lời chào ban chấp hành giáo xứ và toàn thể hội đồng mục vụ giáo xứ, cũng như quý ông bà và anh chị em, những người có mặt cũng như những người vắng mặt. Con vui mừng vì được về đây phục vụ anh chị em trong tinh thần đức tin và lòng yêu mến. Con xin cầu chúc mọi người trong cộng đoàn giáo xứ Đại Áng chúng ta được đầy tràn niềm vui và ơn lành của Chúa, nhất là được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Xin quý cố ông bà và anh chị em cầu nguyện cho con và tích cực cộng tác với con để chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng tiến triển tốt đẹp theo ý Chúa và Hội Thánh. Cách riêng, con xin chân thành cảm ơn cha quản hạt Ninh Bình Luca Phạm Văn Huy, cha phó xứ Áng Sơn Phêrô Đinh Văn Hoàng, cha giáo An Tôn Nguyễn Văn Phong, cha quê hương, quý thầy, quý sơ ban chấp hành giáo xứ, quý chức và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đại Áng đã vất vả và hy sinh không quản ngại khó khăn tổ chức thánh lễ hôm nay được tốt đẹp. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay con về làm chính xứ giáo xứ Đại Áng. Con mang theo tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì Chúa tín nhiệm trao cho con trách nhiệm làm mục tử, được mọi người trong giáo xứ đón tiếp một cách nồng nhiệt. Bên cạnh đó, con thấy lo lắng vì không biết mình có đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng của mọi người trong giáo xứ hay không. Giờ phút này, con xin phó thác mọi ưu tư lo lắng cho Chúa, và con cũng kính xin Đức Cha, Quý Thầy, Quý Sơ và toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con được chu toàn sứ vụ mà Chúa và Hội Thánh trao phó. Con xin chân thành cảm tạ. Trước khi kết thúc thánh lễ, tôi xin có lời chúc mừng cộng đoàn giáo xứ Đại Áng trong dịp vui 2 trong 1 hôm nay, chính thức giã từ dĩ vãng với tên gọi giáo họ và đón nhận cha xứ Tiên Khởi về với anh chị em. Xin cảm ơn cha Phaolô đã sẵn sàng đón nhận sứ vụ mới tại cộng đoàn non trẻ này. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em tại cộng đoàn Đại Áng đã vui lòng đón nhận và sẵn sàng cộng tác với cha sở mới của anh chị em. Cầu chúc với sự nỗ lực, ý thức của mỗi người, mỗi chức vụ, cộng đoàn giáo xứ Đại Áng sẽ thực thi một cách cụ thể tinh thần hiệp hành mà giáo hội mời gọi cổ võ trong thời gian qua. Anh chị em biết cha Phaolô Vũ Văn Nam trước đây làm giám đốc trung tâm hành hương, và đây là lần đầu tiên cha nhận chức vụ này. Ngài là một người không chỉ cao to mập trắng như anh chị em thấy đâu, mà còn rất nhiều khả năng. Hy vọng rằng anh chị em sẽ cộng tác
tích cực với Ngài trong việc phát triển xây dựng giáo xứ, như lời của vị đại diện là sẽ luôn hiệp nhất với cha xứ. Nãy gọi cha xứ là cha tiền khởi, nhưng mà không có nghĩa tiền thì cần đấy, nhưng mà không có nghĩa là mọi sự đều bắt đầu từ tiền, mà cái quan trọng là cái sự hiệp thông yêu thương, tinh thần yêu thương, hiệp thông cộng tác với nhau mới quan trọng trong việc xây dựng giáo xứ. Nên là cái lời hứa nếu mà thời gian tới không thực hiện được, mà tôi nghe giáo xứ lục đục không có hiệp nhất, thì cha con không có cộng tác tốt với nhau, thì tôi cũng sẽ rút cha Phaolô về lại tòa giáo mục. Nói thế thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng cộng đoàn giáo xứ chúng ta với ơn Chúa sẽ ngày càng phát triển, sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và cho mỗi người chúng ta. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi, an bài chuỗi ngày đời anh chị em trong bình an của Ngài, và ban cho anh chị em muôn phúc lộc chan hòa. Xin Thiên Chúa giải thoát anh chị em khỏi mọi điều nguy hại và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Ngài. Ước gì nhờ được sung mãn các ơn tin cậy mến, anh chị em sinh nhiều hoa quả thiêng liêng và việc lành phúc đức ở đời này, để đời sau được hưởng phúc trường sinh. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.